chào mọi người. Hôm nay mời bà con coi hình cưới ở bên Việt Nam và Hàn Quốc của mình ngày xưa nha. Đây là hình bên Hàn Quốc trước đi. Hình hai chồng chụp đám cưới. Còn đây là tấm hình chụp tất cả những cái người bà con dòng họ mà đến dự đám cưới đó. Gom lại chụp. Bên có chị người Việt Nam làm mai cho mình đó, là chị ẵm con trai của bà đó, đứng kế em chồng mình đó, mọi người thấy không, bên góc phải đó, góc trái chứ lộn. Còn đây là bố mẹ chồng mình, hai chồng mình và hai cái người bạn của mẹ chồng mà nhờ đóng cái vai ba mẹ của mình, tại vì lúc đó là không có bảo lãnh mẹ qua được vì một số lý do đó, cho nên là nhờ hai ông bà này làm bố mẹ giùm. Còn đây là ba người bạn nam của chồng mình và đứng kế bên chồng mình là em họ của chồng mình. Còn bên đứng kế bên mình là vợ của cái anh đó, vợ của ông em họ đó. Thì cái chị này rất là đẹp gái và dễ thương, rất là tốt bụng luôn mọi người. Còn đây là hình gia đình bên chồng của mình đây nè mọi người. Bố mẹ chồng, hai vợ chồng mình. Bên tay phải là vợ chồng em chồng và đứa con gái lớn. Lúc bấy giờ là mới chỉ sinh có một bé này thôi, là con bé lớn bây giờ đó. Còn bên tay trái là vợ chồng của chị chồng, không có về chơi thường xuyên, và con nhỏ gái lớn bây giờ là nó đã thi đại học rồi. Còn lúc này là mình, sau khi mình làm lễ xong đó, mình thảy bó bông này lên nè, rồi người ta chụp đó. Cái anh chụp với là bạn của chồng mình, thì lúc đó ông cũng đã có vợ rồi, cho nên là cũng không nhất thiết là phải chụp được bó bông thì tình duyên sẽ tới gì đó. Còn đây là hình hai vợ chồng mình lúc làm lễ xong rồi chuyển qua làm lễ mặc đồ hàng bốc. Anh chồng lúc đó nhìn đẹp trai dã man ha. Còn mình thì cũng đỡ, đỡ hơn bên Việt Nam. Chút xíu nữa mọi người coi hình cưới bên Việt Nam mới giật mình nè. Lúc đó là mình do mình bị stress quá đó. Với lại mình cũng sợ cái tâm lý bất ổn trước khi đám cưới đó mọi người. Cho nên là mình sụt 5kg, nhìn mình ốm như con chó đốm luôn. Đây là hai đứa chụp ở trước cửa nhà bà ngoại đó, cây ổi, cây chuối tùm lum tới lựa cây bàn, bắt ngang cái mương nhỏ. Đây là hình hung mẹ chồng, trời ơi ngày xưa có biết gì đâu, kêu hung hung đại gì ngại muốn chết luôn. Người ở đây bắt đầu quay qua hửi hơi chồng mà lúc đó ốm đó, rồi cái mỏ nó nhọn ra, nó hô rồi nè, xấu kinh khủng khiếp luôn, mọi người thấy không, mà trang điểm kia nó lúa nữa. Đúng là ngày xưa dưới quê trang điểm y chang như hình 1900 hồi đó đám cưới vậy. Xấu dã man thì. Gần giờ tới chồng mình quay qua hửi mình đó. Trời ơi trời, mấy tấm hình này nó sến. Nhìn mà mình còn mắc cười nữa chứ đừng nói dai. Chắc là mọi người xem video này chắc là cười nghiêng ngả luôn nè. Lúc này là hai đứa xuống cái xuồng của cái bà hàng xóm, bà bơi qua đi đám cưới rồi nhảy xuống chụp luôn. Chị chỉ xuống sông kiểu như là anh ơi cá sấu kia. Hai chồng mình bảo là cá sấu nó còn đẹp hơn em chứ gì. Còn đây là lúc vô làm lễ. Trời ơi nhìn mặt mình ngày xưa xấu, bây giờ đỡ hơn rất là nhiều luôn rồi, ốm á mọi người. Thực sự là cũng không tới nỗi gì đâu, nhưng mà hồi xưa bên Việt Nam là cũng được, nhưng mà trước khi đám cưới là nó bị ốm ót xuống cái 5kg, nhìn hốc hác. Cái này vàng của cái chị làm mai á, bà mua cho mấy cái miếng vàng 18 lẳng mẳng không à, thì mọi người biết rồi là mà ai mà lấy chồng Hàn Quốc Đài Loan là cái người mà làm mai cho mình ít vàng thôi để còn cái phần người ta hưởng nữa. Còn đây là nhà hình chị em chồng, mẹ chồng, hai đứa cháu chồng với lại mẹ ruột của mình. Mẹ mình với mình á, ngày xưa ở bên Hàn Quốc
ở lộn người nghệ sĩ Việt Nam ha. Bây giờ qua Hàn Quốc đỡ nhiều, mẹ mình đỡ lên, còn mình thì vẫn ốm như xưa. Còn đây là bà ngoại nè, mẹ chồng nè, mẹ ruột nè. Bà ngoại mình đó mọi người, bà ngoại nuôi mình từ nhỏ tới lớn, bơi xuồng, đưa mình đi học, bán từng cái quả trứng cho mình đi học đó mọi người. Rồi đó, mọi người biết ai đó ha, Nguyên Vàng đó. Em chồng mình tập chụp tóm nào cũng cười tới tét, công nhận mẹ hay thiệt. Mẹ không mệt cái gì á, trong khi mọi người rất là mệt luôn. Không có quen khí hậu ở Việt Nam đó, ngồi nó nắng, ngồi nó mưa, nó ôi rất là nóng nực. Mà tay thêm sách con nhỏ nữa, mà đi xe từ Sài Gòn xuống tới Kiên Giang nữa. Nhưng mà không hiểu sao mà tinh thần vẫn rất là vui tươi. Công nhận mình phục em chồng mình thiệt luôn á. Còn đây là sáng hôm sau, đầu bưng đồ qua bên kia sông á, nhà mình bên kia sông, bên đây sông á là nhà của cái bà chị của chị là Mai, chị ruột của bà đó, chị của chị là Mai á, nên là bên đó bưng đồ qua bên đây. Đó là anh mà đẹp trai đang ngồi ăn đó mọi người, đó là anh họ của mình đó, rất là đẹp trai luôn nha. Anh họ hai anh em là ở chung từ nhỏ tới lớn, rồi cùng đi học luôn. Tới lớn lên thì anh đi học đại học ở Cần Thơ, còn mình thì bắt đầu đi lấy chồng. Đây là đứng trước cửa nhà mình nè, phía sau là cây cóc, cây vú sữa, cây xoài, cây trai tựa ngôi, thuốc ngải cú đủ hết. Ngoại chồng mình, bà ngoại mình rất là thích trồng các loại thuốc nam đó mọi người, cho nên nhà cây cối rất là nhiều cây thuốc. Đây là bà nội và bà ngoại nè. Bà nội bây giờ mất rồi, buồn lắm. Tới lúc bà nội mất thì mình cũng không, lúc đó là cái ngày bà nội mất là qua hôm sau là mình sinh hài vui luôn á, cho nên là rất là buồn luôn, không có cơ hội được nhìn bà nội. Là mẹ chồng mình, mẹ ruột nè, người ta nói lấy chồng xa xứ biết đâu mà về gì đó mọi người, cũng khổ lắm không. Cũng đây là chồng mình, ẩm mình ở cổng mình chứ, ở lại bên đây cổng vậy, rồi bị gì bên Hàn Quốc cũng cổng nữa, đám cưới bên Hàn Quốc xong là cổng nữa, làm như cái phong tục sao mà bắt chồng mình phải cổng từ ngoài ngõ cổng vô tới trong nhà luôn. Đây là mẹ chồng chuẩn bị mâm cỗ quả rồi này kia. Rồi tôi hôm nay là quay tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nếu như thích thì nhớ đăng ký ủng hộ mình, ai đăng ký rồi thì like và comment. Tạm biệt mọi người.